Không phải giàn quần rồi anh Hải ơi. Đấy ăn rồi. Không phải giàn quần rồi anh Hải ơi. Muốn quần. Ôi, tự sát. Ôi, như vậy là bằng một miếng quần quật. Muốn quần. Hãy đồn tiếp tục. Trở lại với Tiệp và Dũng. Nguyễn Doãn Dũng. Còn hay lắm anh ơi, em cảm ơn bác Nguyễn Đình Trọng nhá. Nguyễn Đình Trọng. Khương vật keo nhất 2 giây hôm qua đấy. Qua Khương đánh keo qua hay thật. Đúng 2 giây. Gồng quá hay của Tiệp. Đô phố đỏ, đô Phạm Anh Tiệp ở Bắc Ninh nhất thắng ở đầu thứ nhất. Quá hay. Dũng cũng không ăn được Tiệp thật. Phải nói anh Khải nói đúng. Dũng lên gặp ban tổ chức để đánh những keo đèo thường cũng như là khóa các đầu đèo. Các đó mới gọi là đoán chịu rồi. Chịu rồi, ra các Khải ơi. Nguyễn Đình Cương. Em thì em chịu rồi. Đó mới gọi là đoán thế. Kinh thật, đoán là đúng luôn. Hiện tại trên bàn có thể chứng minh rất nhiều phong bì để thưởng cho những cái vật hay, những cái vật đẹp. Vì vậy, các đôi vật đến với đều cùng với nhau chúng tôi. Chỉ cần các đôi vật hay, vật tuyệt vời đẹp thì sẽ có những đó là tôi chẳng dễ dàng cho các đôi. Làm sao các đôi đến đây vật dù là cửa vừa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn mời Ado vào sới nằm dụng xe lại. Ăn được Dũng ạ. Rồi em lại bắt Dũng đây. Em lại cho Dũng thắng trận này đấy. Anh Hữu Khải có dám cho ngược lại không? Đã bật đến kèo thứ 3 trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Chưa thắng kèo nào. Nên tinh thần thi đấu rất tuyệt vời. Đừng con trai nữa, đúng rồi. Dũng có giành thắng lợi ở kèo thứ 3 này không? Đúng rồi. Thôi, đúng rồi. Quả này Dũng không con trai nữa. Con trai là thua. Các trọng tài chuẩn bị, Ado chuẩn bị trận đấu. Dũng về bán quần áo anh ạ. Dũng này khá là giàu đấy. Cửa hàng quần áo ở Ninh Hiệp. Dũng Ninh Hiệp đã từng đánh bại một ông đồ nước ngoài người Đức tại giới vật đền Yên Phụ. Điều ngày hôm nay về với giới vật đa hội của chúng tôi thì Nguyễn Ba Dũng có làm nên trò chống gì hay không? Hay là chỉ vật lót thôi? Lót thôi. Và đây hy vọng là Dũng thắng chứ không ngày hôm nay là trắng tay các bạn ạ. Ngày đi vận ở mùa lễ hội thì Nguyễn Ba Dũng chúng ta là chưa buôn vải. Hỏi em có buôn vải lậu không, hỏi em không? Ai đâu thì đấu? Doãn Dũng là Đông Anh. Bá và Dũng là Ninh Hiệp. Rất nhiều bông hoa tươi thắm. Từ hoa 10 giờ, hoa giam bụt đến hoa hướng dương. Rất nhiều những bông hoa xinh đẹp đang chờ đợi ngay đâu. Vâng, buổi chiều ngày hôm nay là có nên đông về đặt quần cho vợ. Thắng thôi anh ạ. Thắng thôi. Và đặc biệt là có những cái giải vật nữ trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất nhiều những đồ vật nữ xinh đẹp trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ đến thi đấu để cống hiến cho lễ hội khu phố đau của chúng ta. Chiều nay có nữ các bác nhá. 2 giờ các bác quay lại để xem vật nữ. Đấy ăn rồi. Không phải giặt quần rồi anh Hải ơi. Đấy ăn rồi. Không phải giặt quần rồi anh Hải ơi. Không phải giặt quần rồi. Ban tổ chức chúng tôi công bố nhân vật vừa qua Ado Nguyễn Ba Dũng đã nhất thắng ở leo thường số 6. Không phải giặt quần. Ok, chúc mừng em Dũng của chúng ta. Chứ không là ngày này đang nhất thắng, chưa đô nào xin theo. Ngày hôm nay mà thua thì quá tiếc. Ban Đồ ở Hà Nam cũng đang nhất thắng, chưa đô nào xin theo. Mời Ado lên gặp ban tổ chức để phá các leo thường. Hiện tại thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn các ông bà và xin chúc các ông bà có nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, tiếp tục kêu vật tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay. Kêu vật leo thường Đô Nguyễn Ba Dũng đến từ Ninh Hiệp nhất thắng. Và Đô Nguyễn Đức Long đến từ Hà Tây xin theo. Mời hai đô vào giữa sới làm thủ tục xe này. Đừng năm người đẹp. Hai đồ nghe hiệu lệnh trong tay giống xe này. Long ăn Dũng mệt rồi. Khả năng thế. Từ sáng giờ là đấu 3-4 trận rồi. Long đấu được chứ được. Long ngoài đánh được. Có miếng. Quả này không kéo vó đấy nhá Dũng nhá. Không quăng chài nữa. Đầu nhất đô Phạm Anh Kiệt đến từ Bắc Ninh đang nhất thắng. Có đô Nguyễn Quốc Việt đến từ Hà Nội xin theo. Mời hai đô Dũng biết. Dũng biết là quăng chài đen rồi nên là quả này cũng không được. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Này không thèm quăng chài. Vâng, Đô Nguyễn Ba Dũng. Kêu vật này là kêu vật thứ tư trong buổi sáng hôm nay của Đô Nguyễn Ba Dũng rồi. Hai kêu vật trước thì Đô Nguyễn Ba Dũng đã xảy chân, nhưng ở lèo thường số 3, lèo thường số 4 thì Đô Nguyễn Ba Dũng đang nhất thắng. Liệu Nguyễn Ba Dũng có bảo vệ được thành quả của mình không? Có nên không phải Đô Nguyễn Ba Dũng thì nghề nghiệp thì là buôn vải, buôn anh về kinh tế anh làm phát triển kinh tế rất là tốt, nhưng mà vì tinh thần yêu mến mến mộ môn của dân tộc nên là ở đâu có yêu xem là nhiều tham gia. Vâng, mời hai đô vào giữa sân. Hai đô tiếp tục Dũng có
kiểu xe đài vò quần áo. Tuy là những keo vật đều thường trong buổi sáng ngày hôm nay thôi, nhưng mà Cano đang thi đấu rất là quyết liệt, rất là nhiệt tình. Với khán giả bảo đúng là Cano thi đấu hay, thi đấu đẹp thì chắc chắn là sẽ có những món hôm qua, những bó hoa tươi thắm để dành tặng Cano. Bác khán giả bác tổ chức luôn luôn rất nhiều Cano như vậy để Cano thi đấu công hiến, thi đấu nhiệt tình. Bảo Dũng là bê quả này xe đài không quăng chài nữa thì mới thắng, mà đúng thật không quăng chài. Hai quả cuối này Dũng xe đài là không quăng chài luôn. Đức Long thân thủ quá nhanh, nhỏ con nên là phát biến nhanh. Đèo thường giữa đô Nguyễn Hữu Hòa ở Từ Sơn và đô Nguyễn Văn Nam đến từ Gia Lâm chuẩn bị trang phục lên tới. Sau các bạn giữa đô Ngô Hữu Hòa thì là keo vật của đường nào nhất chuẩn bị trang phục. Chúng tôi đã đọc loa rồi nên các đô chuẩn bị trang phục đi, để khi vật xong các keo vật tác thì tôi gọi cái là các đô sẽ vào giới ngay. Hai đô tiếp tục. Hai quả quấn trượt trượt rồi. Quấn hai quả trượt rồi. Đến với lễ hội Vũ Đao hội chúng tôi giải vật truyền thống của khu phố chúng tôi thì các đô phải thi đấu nhiệt tình, thi đấu phát quấn. Nếu ban tổ chức tôi phát hiện ra keo vật nào mà không phải play có tinh thần buông bỏ mắc hoặc, chúng tôi sẽ hủy ngay keo vật đấy. Không chơi mắc hoặc, không được tính kết quả. Thôi tạm dừng. Trọng tài chỉ tại phố cho nó có lỏng. Sau keo vật ở lèo số 6, mời hai đô Ngô Hữu Hòa ở Từ Sơn và Văn Nam của Gia Lâm chuẩn bị trang phục. Tiếp tục thi đấu sau trận đấu ở lèo số 6 này. Nhưng mà cái bách khoa nó vẫn phải dựa trên điểm thi chứ, đúng không? À không, cái đánh giá năng lực này nó giống trong như là cái... Trong fanpage, những người chỉ vận Việt Nam thì mệnh danh Nguyễn Ba Dũng vận nghiệp là một nghệ sĩ trong lạc vận kinh nghiệm. Bao nhiêu người, bao nhiêu học mong sinh đăng ký vào thì sẽ lấy từ cao xuống thấp, từ cái số điểm cao ấy xuống số điểm thấp, anh hiểu không? Cái danh sư ở hội những người chỉ tiêu của khoa này nó chỉ khoảng 200 thì nó sẽ lấy từ cao, điểm cao thấp, học bạn thế mà học bạn. Đô Nguyễn Ba Dũng cố gắng lên để bảo vệ những cái thành quả của mình. Trong buổi sáng ngày hôm nay Đô Nguyễn Ba Dũng thi đấu rất là nhiệt tình rồi. Keo này là keo vật thứ tư của đô Nguyễn Ba Dũng. Liệu của đô Nguyễn Ba Dũng có bảo vệ được cái thành quả của mình ở keo vật này không? Sau keo vật này là đô vật Ngô Hữu Hòa. Và đô Nguyễn Ba Dũng đến từ Gia Lâm, hai đô chuẩn bị trang phục lên sân. Nam á? Nam phải học về à? Nó Nam mà đánh với thường cái này, nó mới vừa miệng. Họ đánh với yếu cái kìa. Đức Nam phải vòng phải yếu đánh thì mới sướng. Muốn quần như vậy là bằng một miếng quân quật. Quân quật. Ôi! Tự sát. Ôi! Như vậy là bằng một miếng quân quật. Thì là đô Nguyễn Ba Dũng đã đánh đổi đô quân đỏ chưa giới. Nhìn thứ ba quân đi được. Có vấn đề gì đâu, vì là nếu mà nhìn theo chuyên môn của tôi thì nó hoàn toàn được lệnh, nó đánh hoàn toàn được lệnh. Vai hoàn toàn xuôi đúng hướng, chắc là nó chỉ gọi là vết thương cũ tay bắt hay như nào thôi. Chứ còn tình huống để đánh thì rất có khó để xảy ra cái đau lớn. Với hai đô, hư sơ sới để ban tổ chức tôi công bố kết quả. Có sao không em, có sao không? Giãn dây chẳng. Thôi rồi em đứng lên được rồi. Như vậy, đô Nguyễn Ba Dũng đã toàn thắng ở lèo thường số 4. Hay quá. Mời đô ban đứng ở trên giới để ban tổ chức chúng tôi lên trao giải. Long
Long đau nên Long vẫn phải theo những đánh. Mời đồng Ngô Hữu Hòa và đồng Nguyễn Văn Nam. Vì nếu các đồng vào đấy. Quả đấy cuốn là không lên được. Cuốn quả đấy là Long nó lỏng tay ra rồi. Đúng không? Nhưng mà đau quá là vẫn phải theo miếng và nhảy sang bên này thôi. Thực ra quả đấy cháu nghĩ là... Vâng, xin chúc mừng thành tích của đội Nguyễn Văn Dũng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu không theo thì hỏng vai.